Muốn biết một người đàn ông tử tế hay không, cứ nhìn cách họ đối xử với cuộc tình đã cũ của họ là hiểu. Còn với đại gia, công chúng sẽ nhìn vào gì đây? Đầu tiên phải khẳng định ly hôn là chuyện không ai mong muốn, dù cho ở trong thời đại nào đi chăng nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, nếu cảm thấy không thể hàn gắn, chẳng còn hạnh phúc thì ly hôn là chuyện tốt cho cả hai. Riêng ở những gia tộc hào môn, ly hôn có khi còn là quyết định hệ trọng hơn cả việc đeo nhẫn vào ngón áp út. Bên cạnh vấn đề tài sản thì điều tiếng là điều không thể tránh khỏi. Người phụ nữ sẽ luôn là đối tượng được thương cảm, còn các anh đại gia sẽ là những người bị công chúng soi xét. Dưới đây là bốn đại gia lẫy lừng từng đi qua một đời vợ và cách họ đối diện với drama ly hôn của mình. Minh Nhựa, Phạm Trần Nhật Minh, đề nghị tòa tuyên vợ mất tích. Nhắc đến Minh Nhựa, người ta nghĩ ngay đến vị đại gia kim photographer chiều vợ, youtuber, tài trợ siêu xe nước tiếng Sài Thành và người kế thừa sản nghiệp đồ sộ của đại gia Phạm Văn Mười, tổng giám đốc công ty nhựa Long Thành. Trên trang cá nhân, rất ít khi Minh Nhựa đề cập đến chuyện kinh doanh hay làm ăn của gia đình. Thứ người ta thấy nhiều nhất từ vị đại gia này, một là thú vui siêu xe, hai là cưng chiều vợ hai Mina Phạm. Trước khi sống chung với Mina Phạm, Minh Nhựa từng có cuộc hôn nhân với Phương Thúy, bà chủ của một tiệm cà phê siêu to khổng lồ ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và nắm giữ ít nhiều cổ phần ở công ty nhựa Long Thành. Cuộc hôn nhân đầu tiên tưởng chừng đã chôn vùi vào dĩ vãng thì những ngày gần đây, netizen xôn xao trước thông tin đại gia đã đề nghị tòa án tuyên bố Phương Thúy mất tích sau khi ông này đệ đơn ly hôn. Cũng trong lá đơn của Minh Nhựa mà tòa án nhân dân quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý, vị đại gia này tiết lộ hai vợ chồng ông kết hôn từ năm 2002, nhưng do đời sống hôn nhân mâu thuẫn, mục đích hôn nhân không đạt được nên ông nộp đơn đề nghị tòa giải quyết ly hôn. Thay vì có một cuộc ly hôn trong êm ấm, cả đại gia Minh Nhựa và bà cả Phương Thúy đều vô tình làm nó trở nên ầm ĩ trên mạng xã hội. Vào lúc cả hai vừa tan vỡ, Phương Thúy đã đăng một status rất dài lên Facebook cá nhân. Nhiều netizen đọc xong cũng phần nào hiểu góc tối hôn nhân nhà hào môn. Trong status của Phương Thúy, vợ đầu của Minh Nhựa không chấp nhận cảnh chồng chung với những người đàn bà khác. Bản thân Phương Thúy cũng mong gia đình vẹn toàn cho con cái, tuy nhiên sức chịu đựng của con người có giới hạn. Hiện tại vẫn chưa biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhiều những hình ảnh về người đàn ông của gia đình mà Minh Nhựa và Mina Phạm gây dựng gần đây đã bớt hào nhoáng đi ít nhiều trong mắt công chúng. Cường Đô La, Nguyễn Quốc Cường, tử tế ngay cả khi đã đường ai nấy đi. Nói Ricky nào nổi tiếng nhất trong lòng 8X và 9X đời đầu hẳn phải là Cường Đô La, Nguyễn Quốc Cường. Đại gia phố núi nổi tiếng sở hữu những siêu xe đắt tiền, tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân hàng đầu showbiz. Năm 2010, Cường Đô La bất ngờ tạm dừng cuộc chơi, nên duyên cùng Hồ Ngọc Hà. Kết quả cuộc tình của cả hai là Subel, quý tử ngậm thìa vàng từ trong trứng. Dù không có đám cưới hoành tráng nào, nhưng cuộc tình của Cường và Hà luôn khiến công chúng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cuộc dạo chơi trong hôn nhân của cả hai kết thúc vào tháng 7, 2015. Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà tuyên bố chia tay sau thời gian dài sống chung. Cả hai từ chối tiết lộ nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ và khẳng định vẫn sẽ cùng nhau nuôi dạy con trai. Điều khiến người ta tôn trọng Cường Đô La nhất chính là sự chính trực của anh trong cuộc tình với Hồ Ngọc Hà. Dù trước hay sau ly hôn, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh luôn nói tốt về nữ hoàng giải trí, về mẹ của con trai mình. Mới đây nhất trong phim tài liệu của Hồ Ngọc Hà, giọng ca Love Song còn tiết lộ khoảnh khắc bố Cường chúc mừng mình chuyện mang song thai với Kim Lý. Chúc mừng mẹ Hà nha, xin đôi luôn. Câu nói đã khiến nữ hoàng giải trí bật cười ngượng ngùng. Hiện tại cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều đi bước nữa và hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình. Cường Đô La và Đàm Thu Trang có cô công chúa đáng yêu, còn Hồ Ngọc Hà vừa sinh song thai cho Kim Lý. Doanh nhân Đức Huy, chồng cũ Lệ Quyên, mọi người tự hiểu đi. Vào hồi tháng 8 2020, loạt ảnh Lệ Quyên xuất hiện cùng bạn trai trẻ Lâm Bảo Châu mà không có sự đồng hành của chồng mình là doanh nhân đại gia Đức Huy đã gây chấn động trên mạng xã hội. Khi tin đồn nổ ra, liên lạc với Đức Huy, anh chỉ nói vỏn vẹn vài câu. Những hình ảnh đó vì sao lên mạng thì mọi người tự hiểu đi, tôi không muốn trả lời nhiều. Sau đó đến cuối tháng 10 2020, Lệ Quyên chính thức thừa nhận mình và chồng cũ đã thuận tình ly hôn, cô viết. Trong văn bản ly hôn, pháp luật đã ghi rõ, chúng tôi thuận tình, tự nguyện, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật. Sau 9 năm sống chung, theo lời Lệ Quyên chia sẻ thì đến tận giờ phút cuối cùng, cả cô và doanh nhân Đức Huy đều không ai làm tổn thương ai. Doanh nhân Đức Huy vốn là người kiệm lời, anh cũng chẳng đáp trả gì vợ cũ trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, anh vẫn thường xuyên đăng ảnh con trai của mình và Lệ Quyên.
nói đó là tình yêu lớn nhất của đời mình. Đặng Lê Nguyên Vũ và cuộc ly hôn ồn ào khắp các mặt báo với câu nói viral: tiền nhiều để làm gì? Vào ngày 5 tháng 12, 2019, Tập đoàn Trung Nguyên đã gửi thông cáo báo chí về việc tự nguyện thi hành án của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo đó, kể từ ngày nay, ông Vũ và vợ mình là Lê Hoàng Diệp Thảo đã không còn là vợ chồng. Tạm thời kết thúc câu chuyện ly hôn kéo dài dai dẳng từ năm 2015. Nhớ lại lúc cả hai mới quen vào năm 1994, khi ấy Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn còn là chàng trai nghèo học y khoa. Diệp Thảo là cô tiểu thư có gia đình khá giả, làm nghề nhân viên tổng đài 1080. Đến năm 1998, làm đám cưới với Nguyên Vũ xong thì Diệp Thảo nghỉ việc, cả hai vào Sài Gòn lập nghiệp, dần dần tạo nên đế chế nghìn tỷ mang tên Cà phê Trung Nguyên. Cuộc hôn nhân đi lên từ hai bàn tay trắng, cùng gây dựng lên cả một cơ ngơi nghìn tỷ, có dấu hiệu tan vỡ khi cả hai trái ngược quan điểm sống. Bà Diệp Thảo cho rằng chồng mình thay đổi khi thiền nhịn 49 ngày trên núi. Từ đó, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn gia đình đến định hướng điều hành Trung Nguyên. Bà nói, 49 ngày thiền định nhịn ăn đã lấy mất anh Vũ trước kia. Ngoài ra, Diệp Thảo còn đưa chồng mình đi giám định khám bệnh tâm thần ở cả năm bệnh viện. Điều này đã khiến ông trùm Cà phê Trung Nguyên lên tiếng ngay trong phiên tòa. Cô ấy phải sám hối, có người vợ nào đưa chồng mình vào nhà thương điên để đoạt quyền lợi không? Đặc biệt trong các phiên tòa, lúc nào cũng xảy ra những tranh luận gay gắt hai bên. Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ đã có câu nói để đời nổi tiếng: tiền nhiều để làm gì? Người ta thường bảo hôn nhân là trái ngọt của tình yêu, nhưng nghiêm túc mà nói, ở thời đại 4.0 như bây giờ, trái ngọt này muốn tồn tại sao cho không rụng khỏi cây, xem chừng cũng căng lắm. Người thường giữ vững được hạnh phúc đôi lứa đã khó, huống gì là cuộc hôn nhân của những gia tộc hào môn với 7x7 49 cám dỗ vây quanh. Chưa kể cặp mắt của dư luận lúc nào cũng dán chằm chằm vào người họ, người giàu bây giờ cũng là người nổi tiếng mà.